Em chào cả nhà. Hôm nay em quay lại với lại cả nhà. Hôm nay thì em làm một cái việc hơi khác một chút. Chia sẻ thì em làm có vẻ là cũng tạm tạm, nhưng có một số việc là em làm không được tốt lắm. Đó là cái vụ quyên góp ủng hộ ngày hôm qua thì tôi với anh chị. Alo. Alo ạ. Mọi người like chia sẻ giùm em ạ, bởi vì hôm nay em muốn được sự ủng hộ của cả mọi người. Ngày hôm qua trên tường của em á, em có chia sẻ một cái quyên góp cho một bé trai tên là Lê Minh Khang. Cháu thì 3 tuổi, nặng 10 kg. Hiện tại thì cháu bị bệnh mô bào, đang được điều trị ở Singapore. Cũng là toàn bộ cái nội dung thì em có đăng ở phía dưới rồi. Hiện tại thì gia đình cháu thì nói chung là cũng hết khả năng chi trả rồi, nên là mới cầu cứu đây cộng đồng. Thì em có đăng cái quyên góp này ở phía dưới, thì cái gì cũng làm được, nhưng mỗi cái việc này em làm dở lắm. Nói thật với anh chị là em làm dở nhất cái vụ này, nên là hôm nay em cố gắng là sẽ thử là nói chuyện với thêm với các anh chị. Anh chị like chia sẻ với lại ủng hộ cho em cái vụ này. Thì ngày hôm nay thì em chỉ tập trung quanh cái việc này trực tiếp từ giờ đến khi hết giờ luôn. Em tắt một số cái trình Sky với lại một số cái trình mà để cho máy nó hơi nặng nên em tắt bớt nó đi một chút, một số cái trình để em nói chuyện với anh chị. Trước mắt là cần các anh chị mà thường xuyên theo dõi em á, like và chia sẻ giùm em ạ. Chào cả nhà. Nói chung là nói thế nào nhỉ? Alo đồng bào, có nghe tôi nói không? Chào cả nhà. Hiện tại thì em muốn là nhân tiện thì cái đợt trước em có nói với lại nhóm với lại anh em cộng đồng trên Facebook á, là em có quyên góp từ cái chuyện mà cái tiền mà anh chị em đầu tư có lợi ích từ việc tham gia nhóm, cũng như là tham khảo những cái ý kiến mà những cái chia sẻ của em mà kiếm được lợi nhuận, thì cố gắng là cùng em thì chia sẻ bớt cái phần lợi nhuận đó để cho việc đi từ thiện. Nhưng ngày hôm qua thì em có nhận được một cái lời kêu, gọi là kêu ủng hộ để phụ giúp với một cái cháu bé hiện tại cái đang có, chờ em chút, nó đang bị lỗi cái gì đấy. Em sẽ nói nhiều hơn sau cái vụ này, thì em sẽ nói chia sẻ nhiều hơn các vấn đề tới các anh chị. Nhưng mà khó nói quá, nói chung cái vụ này em làm hơi dở, không chưa được tốt lắm. Hiện tại thì cái quỹ mà của nhóm mình, mà từ những cái mạnh thường quân mà đóng góp từ cái việc đầu tư có lợi ích á, thì hiện tại thì nó còn một phần, cộng với ngày hôm qua thì có anh Lợi hôm qua ở cái tường đăng vào lúc buổi tối hôm qua của em á, trên tường em đăng là vào lúc buổi chiều qua á, thì anh chị xem phía dưới á, thì có anh Lợi là ủng hộ 2 triệu, bạn đối với anh ủng hộ 1 triệu. Và cá nhân em thì em thấy là thực ra là cũng chưa có con, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà trong cái hoàn cảnh của người ta thì một vài trăm ngàn ủng hộ thì em thấy cũng là giúp đỡ người ta trong cái lúc mà có cái khó khăn, thì anh chị thấy thế nào ạ? Em không hay làm cái này nên là cũng chưa được
tốt lắm. Chính vì cái việc chia sẻ thì tốt, nhưng mà cái ủng hộ thì chưa được tốt lắm. Cái ủng hộ cho cái các cái chương trình từ tình nguyện từ thiện hay là cho một cái mảnh đời nào đó thì cũng không được tốt. Vì vậy nên là em đang muốn được anh chị chia sẻ cái kinh nghiệm em là nên làm thế nào cho nó phù hợp. Thì cái video trực tiếp của em thì mỗi lần là mọi người đầu tiên, những người nào mà không tham gia được thì cho em một cái ủng hộ bằng việc là chia sẻ để em kêu gọi mọi người, ai mà giai đoạn vừa rồi làm ăn có lời thì bớt chút cái phần lợi nhuận của mình thì ủng hộ cho gia đình của bé Lê Minh Khang, gia đình của bé Lê Minh Khang. Cái căn bệnh này thì nói chung là nói thế nào, không biết nói thế nào, nói chung khó nói quá. Theo anh chị thì thôi thì thế này, một 300 like cho cái video này của em để tới mọi người, được không anh chị? Mỗi người ủng hộ cho em một like đi ạ, mỗi người ủng hộ cho em một like ở dưới. Và hôm nay em làm video này thì cũng mong là được chia sẻ cùng cộng đồng bằng việc là mỗi người cho em một like ở phía dưới, để nếu như mà có hảo tâm, có nhà tình từ thiện nào đó họ nhìn nghe thấy em nói thì họ sẽ liên hệ với lại số tài khoản của bố của cháu Lê Minh Khang để giúp một phần nào cái khó khăn cho gia đình cháu trong cái lúc này. Điều cần đầu tiên nhất đó là cái chuyện là phụ giúp với lại anh chị mà bố mẹ của cháu Lê Minh Khang trong cái giai đoạn này. Thì mỗi anh chị em là ủng hộ cho một cái chia sẻ, một cái like để gọi là đi rộng cái tinh thần này đến mọi người. Còn nếu như mà ai mà liên hệ trực tiếp được với tài khoản của bố cháu thì em có đăng ở phía dưới, hoặc nếu không thì chuyển khoản qua trực tiếp qua tài khoản của em sẽ tổng hợp và chuyển khoản lại cho bố cháu Lê Minh Khang. Nhưng mà em làm rất nhiều các video trực tiếp, chia sẻ rất nhiều các vấn đề liên quan đến chứng khoán thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các anh chị. Nhưng mà hôm nay thì em không nói về chứng khoán nữa, em lại nói về một cái vấn đề liên quan tới gọi là bớt chút cái những cái lợi nhuận, những cái gọi là chia sẻ của mình cho những cái chuyện như thế này. Thì bởi vì em đúng là cũng không giấu anh chị là việc gì làm cũng ok, nhưng việc này làm chưa biết cách làm lắm, chưa biết cách làm như thế nào cho nó tốt, nên là đang cần cái sự hỗ trợ của anh chị bày cho cái cách xem là như thế nào. Thì cũng như cái cách đơn giản nhất đó là anh chị ủng hộ bằng việc là like, chia sẻ, tìm kiếm. Bởi vì trong thực tế em biết đó, trong số mà 5.000 bạn bè của em và 1.942 người, chính xác là gần 2.000 người đang theo dõi em, thì ở đây có rất nhiều bạn đang là những cái trang đang làm gọi là biên tập cho các trang báo lớn này, rất nhiều người là đang làm trong các quỹ đầu tư lớn, một số anh chị em nữa thì cũng là những người mà có giá trị tài sản đầu tư rất là cao. Vì vậy nên là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ này thì chưa có thạo, nên là nó cũng khá là khó làm, mà thôi thì cũng coi như một lần làm thử nghiệm, nói chung là thử làm xem là có được cái sự ủng hộ của mọi người không, để là rút kinh nghiệm cho những cái lần tiếp theo. Thì trước đây lúc ban đầu mà em có
có nói về ngay cái chuyện mà khi mà em chia sẻ các video về về thị trường chứng khoán á, em cũng có nói trước với anh chị là sau này thì ví dụ như là ta mà có làm thành các cái nhóm thì khi mà làm đầu tư làm ăn có lợi nhuận á, thì ta có bớt chút cái phần lợi nhuận đó ra để mà ủng hộ cho các cho cái quỹ để đi tình nguyện. Nhưng mà em thấy có những việc làm thiết thực hơn, rõ ràng hơn thì em đang muốn tham khảo ý kiến của anh chị xem là nên như nào trong cái việc mà ủng hộ tình nguyện. Thay vì cái chuyện là ta đi trực tiếp thì ta trước đây em có nói là sẽ đi đến các một số vùng để mà phát sách vở quần áo hoặc là vào các bệnh viện. Nhưng mà hôm qua thì có nhìn thấy có cái gọi là cái kêu gọi cộng đồng gọi là chung tay với lại cái chỗ mà cái bé Lê Minh Khang này, thì em có thử đưa lên một cái status ở trên thì cũng nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của anh chị. Hôm nay thì em có buổi sáng nay thì cũng ngồi suy ngẫm mãi rồi nữa thì muốn trao đổi nói chuyện với anh chị. Nhưng nữa thì bởi vì không biết nói như thế nào cả nên là băn khoăn không dám làm. Nhưng mà rồi thôi thì em cứ làm. Thì cái đầu tiên thì hiện tại đã có 14 lượt chia sẻ rồi, anh chị tiếp tục là chia sẻ. Em thấy duy trì cái trao đổi này tới hết phiên buổi sáng ngày hôm nay luôn. Thì anh chị chia sẻ like cho cái kêu gọi chung tay với cộng đồng của em. Thì ngày hôm nay, ngày mai thì em sẽ quay lại với câu chuyện nói về chứng khoán. Nhưng mà em thấy có vẻ là khi mà nói về chứng khoán, nói về chia sẻ về các cái kiến thức, cái kinh nghiệm thì nhận được cái sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người hơn là chia sẻ về cái chung tay này. Em không hiểu tại sao lại như thế, nhưng mà đang hơi băn khoăn với lại cả nhà về cái vụ này. Thì ngoài cái đó ra thì mọi người để lại cái bình luận. Mục đích của cái này là tí là làm sao mà để đến nhiều các cái báo có thể biết tới để chung tay với lại gia đình của bé. Thế thôi. Như vậy thôi ạ. Thường thì hay trực tiếp thì ở có nhiều thứ lắm, em thấy nó hơi xã hội mình có một cái đặc điểm đó là gần đây em để ý một số video trực tiếp á, ví dụ như là vâng, ok thôi, như vậy thôi, em trao đổi sơ qua như vậy với mọi người thì em lại xin được quay lại với lại thị trường một chút. Thị trường hôm nay thì đếm qua tình hình cái thị trường ngày hôm nay thì nó đang hồi lại, đang tăng 1.18. Nguyên nhân tăng của thị trường đến từ Hòa Phát, Vietcombank, Hòa Bình, Cotecom, Thế Giới Di Động và Novaland. Hòa Phát thì ngày hôm qua có cái tin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận. Để em kiểm tra lại xem tin mới của Hòa Phát là tin gì nữa mà sao hôm nay có vẻ tăng. Bên cạnh đó thị trường chứng khoán Mỹ tối qua tăng 300 điểm, hiện tại sáng giờ Nikkei tăng 215 điểm, ngày hôm qua tăng hơn 200 điểm. Thì thấy thị trường đang được sự ủng hộ tích cực của thị trường chứng khoán thế giới. Nhưng mà thấy là lực cầu vẫn yếu. 80 triệu cổ phiếu vào lúc 11:07. Trên biểu đồ kỹ thuật của Vietcombank thì đang nhìn thấy cái dấu hiệu của câu chuyện hồi phục, cố gắng le lói cái tín hiệu hồi phục. Đang hồi phục rồi. Anh chị có nghe thấy không ạ? Hình như là cũng không biết là có âm thanh nó có bị làm sao không mà thấy anh chị không thấy phản hồi gì cả. Thực tế thì thế thì em mới nói là
là không biết là như nào. Cảm ơn anh Phan Sơn, cảm ơn anh Sơn này, anh Lợi này, anh Lợi, anh Sơn, anh Lợi, anh Đỗ Duy Anh và chị Bình. Bình, hôm vừa rồi cái quỹ mà chị Bình đóng góp á, thì em sẽ cũng sẽ chuyển chuyển khoản cho gia đình cháu 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 Khang luôn. Chi nhánh Hồ Chí Minh, GIDB chi nhánh Hồ Chí Minh. Ok. Anh chị nào mà chuyển khoản thì cứ chuyển thẳng qua số tài khoản 31012000046489, tài khoản này là tài khoản của em luôn. Em sẽ tổng hợp cập nhật thì để cập nhật hàng ngày với anh chị. Em sẽ nhận nhận cái ủng hộ chung tay này của với anh chị đến đến 15 tháng này luôn. Đến 15 tháng này luôn, anh chị cứ duy trì cái chuyện này, em sẽ lồng ghép chuyện này vào trong cái chuyện mà nói chuyện về chứng khoán từ giờ tới hết ngày 15 luôn. Các chuyên đề của em sẽ thường xuyên lồng ghép cái câu chuyện này vào vào trong cái câu chuyện chia sẻ chung tay với lại gia đình của không những trường hợp này mà sau này em sẽ tiếp tục là cố gắng lồng ghép vào những cái chia sẻ của em về thị trường chứng khoán, về các cái phân tích cơ bản kỹ thuật, và cũng cùng với đó là cái chuyện là gọi là giống như thay vì là em thay mặt cho các anh chị, xin phép được thay mặt các anh chị là quyên góp cái này để đi làm từ thiện thôi, không có cái vấn đề gì phải băn khoăn cả. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Anh chị nào không ủng hộ được thì tức là chưa có điều kiện để ủng hộ thì vui lòng ủng hộ cho em bằng việc like hoặc chia sẻ các cái chia sẻ của em, thì cái đó cũng là cái động lực, cái đó cũng là cái động lực. Ngoài cái việc là nghiện like, nghiện chia sẻ, nghiện bình luận thì em cũng nghiện cái món làm cái này. Lần này em làm sẽ chưa được tốt lắm, mai mốt em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Em sẽ lồng ghép giữa cái câu chuyện này với câu chuyện thị trường thì nói với anh chị để anh chị có cái gì đấy mà trong quá trình anh Thắng chia sẻ thì sẽ có cái chuyện lồng ghép với câu chuyện là những anh chị nào mà nhận được những cái tư vấn, những cái khuyến nghị của em mà nó đem lại những cái tích cực trong cái danh mục đầu tư, tích cực trong cái câu chuyện kiếm lợi nhuận, thì vui lòng bớt chút cái phần đó để chia sẻ với cộng đồng về cái chuyện làm cái công tác từ thiện này. Em sẽ cải tiến cái công tác làm hơn. Ngày hôm qua thì em có mua một cuốn sách đọc để nói về cái câu chuyện này, thì em thấy rằng là đúng là em rất nghiệp dư trong cái vụ này, nên là em sẽ nghiên cứu hơn về cái câu chuyện này, giữa chuyện chia sẻ và giữa cái việc mình chia sẻ nó phải có lợi ích cho cộng đồng. Ngoài cái chuyện mà được lợi ích cho các anh chị luôn luôn đón xem, theo dõi, đọc những cái thông tin của em, thì cũng lồng ghép vào đó thì cũng cố gắng chung tay với lại những cái mảnh đời, những cái cuộc sống ở bên ngoài. Em cũng là người được đi nhiều, biết nhiều, nên là em muốn 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 kết hợp cái chuyện này với cái câu chuyện làm từ thiện. Thì em tiếp tục khuyến nghị là hôm nay em sẽ xin mọi người đủ 300 cái like và khoảng tầm 200 cái chia sẻ cho cái chuyện mà ngoài cái câu chuyện chứng khoán thì nó nhàm chán quá rồi, nó quá nhàm chán đối với lại tất cả mọi người rồi, và thậm chí là rất nhiều người không tham gia được cái câu chuyện là chứng khoán. Nhưng có những người không tham gia chứng khoán thì em sẽ chia sẻ những thứ khác để có mọi người có điều kiện được tham gia chung chung hơn với lại những cái chia sẻ hàng ngày của em. Tới đây lần đây thì em đang muốn có ý tưởng là sẽ chia sẻ thêm ngoài cái chứng khoán ra những cái thứ mà em hiểu, em biết về cuộc sống. Chỉ là có người có sách nó viết là nghệ, trong cái cuốn hôm qua em có mua cuốn này này, em có nói chuyện về cái cuốn này này, thì em thấy là nó nói cũng khá là hay, khá là tích cực. Còn sức cầu của thị trường, nói thật với anh chị là nó suy yếu và có vẻ là cầu không vào, nên là thị trường vẫn như là chờ em một chút ạ. Hôm nay sáng sớm nay thì em có bắt đầu xét nhóm rồi ạ. Anh chị nào hồi nãy mà em có trực tiếp trong nhóm Mạnh Thường Quân á, không có xem được, thì bây giờ em đang trực tiếp công khai á, thì vui lòng là xem là mình đã được vào nhóm chưa, thì nhắn tin lại cái mail hồi sáng nay em có gửi cho anh chị á để vào nhóm. Chiều hôm nay thì khoảng 6 giờ giao dịch
em sẽ tiếp tục cập nhật, em sẽ tiếp tục cập nhật cái này xem là cụ thể là chúng ta sẽ tham gia được cái này như nào. Hôm nay không thấy anh Lợi đâu rồi, anh Lợi đâu rồi, anh Duy Anh đâu rồi? Đúng là thưa với mọi người là ý tưởng thì đã khó rồi, nhưng mà thực hành cái ý tưởng cũng đúng là một câu chuyện khá là khó luôn, không hề dễ một chút nào luôn. Đến nói ví dụ nói về huyên thuyên về chứng khoán, em có thể nói huyên thuyên cả ngày được, nhưng mà nói về các lĩnh vực khác thì thật là khó. Đang thử sức với một cái câu chuyện nữa, đó là thử xem là một cái vai trò là cái cầu nối, cái trung gian để gắn kết những cái. Nói chung là phần lớn anh chị em tham gia thị trường chứng khoán thì đều có một cái tự do sự cái gọi là tự do tài chính nào đó, nên là em muốn gắn kết cái câu chuyện đó thì nói nó nghe nó khó nói quá, không biết trao đổi như nào để cho nó đúng, cho nó trúng. Chỉ biết rằng là tập dần, tập hôm nay làm chưa tốt thì ngày mai sẽ tập làm tốt hơn trong cái câu chuyện này. Trường đang có vẻ xấu nên mọi người không có được ủng hộ lắm. Việt Công đang Vinamilk 129.9 rồi. Like cho em đi ạ. Em xin like. Đã thế thì em lại quay sang xin được like, chia sẻ. Hôm nay được like ít quá, được có 50 mấy cái like thôi, 17 cái chia sẻ thôi. Mọi người chia sẻ cái việc này giúp em. 5.000 bạn bè, 2.000 lượt theo dõi mà. Mà không ăn thua. 57. 58. 58 cái like rồi. 59, 60. 60 rồi. Em ngồi đi đếm like đi. 60. 60 cái like rồi. 17 lượt chia sẻ. Vậy lần chia sẻ sáu tư rồi đủ trăm luôn. Ai đang xem chia sẻ luôn, chia sẻ với like giúp em. Video này tí nó sẽ lưu lại, em lưu lại trên đây chỉ cho một người cùng xem lại. Nên là một video đầu tiên em mong là sẽ có 300 cái like, khoảng tầm 150 cái lượt bình luận. Mọi người có thể bình luận ở dưới đi ạ. Cho em bình luận ạ. Có anh chị nào mà có kinh nghiệm trong cái làm cộng đồng mà quyên góp không ạ? Inbox giùm em cái vụ này, em muốn học cái này ạ. Em muốn học và muốn nhận được cái chia sẻ cái phương pháp. Phương pháp của mọi người ạ. Chứng khoán thì em dẹp qua bên đi ạ. Em tạm thời dẹp cái chứng khoán qua bên đi đã, rồi em sẽ làm tiếp cái vụ chứng khoán. Em không biết là như thế nào cả. Mọi người cho em cái ủng hộ. Anh chị em nào ủng hộ thì nhắn cho em một cái câu ủng hộ đi ạ. Xem là em có nên làm tiếp không hay là dừng ạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để dành phần ai trời. Mọi người thích nghe chứng khoán hơn. Về cơ bản là mọi người rất là thích nghe chứng khoán. Có hai thứ thích nghe mà mọi người hay thích nghe, một là nghe chứng khoán, hai nữa là có một cái này em thấy rất nhiều người thích này, đó là cái video nào mà trực tiếp mà có mấy cái cô mà mặc áo nửa kín nửa hở nhảy á, mọi người thích lắm. Cái này là nói cộng đồng cho vui thôi mà đúng là thật. Ở Việt Nam mình có hai thứ đó thích nghe. Còn hôm qua em có chia sẻ hai thứ, một là cái việc mà thử làm xem là cái chung tay với của mọi người về các cái gọi là cái mảnh đời có những cái éo le thì không nhận được nhiều like lắm, khoảng tầm 20-30 cái like thôi. Với lại cái việc đọc sách
Em có test thử thì em thấy là cũng chỉ nhận được khoảng tầm 40 cái like thôi. Trong khi đó nói về chứng khoán hay nói về những cái gì đấy thì em nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả mọi người. Không hiểu là em có đang làm sai cái gì không, có đang bị lộn cái gì không hay là như nào không, nhưng mà em thấy không nhận được cái sự ủng hộ nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là ngành nghề, đặc điểm có một cái ngành nghề chứng khoán này á, nó là áp lực. Cái áp lực em nói quay lại cái vấn đề là cái áp lực, và nó cũng có những cái thứ mà nó rất là mang tính chất may rủi trên thị trường. Nếu vận may thì cái vận may đó nó đến với mọi người, thưa với anh chị, là cái vận may có nhiều khi nó đến, nó nhờ vào cái chuyện chia sẻ với cộng đồng. Nhiều người á thì chia sẻ bằng cách là đi chùa, nhiều khi có người chia sẻ bằng cách đó là ủng hộ từ thiện, cũng có người chia sẻ bằng cách đó là tự mình quyết định cho cái câu chuyện là bán trước hay bán sau. Bằng giống em hay nói cái câu chuyện là bán xong mà giá cổ phiếu nó vẫn tăng á thì coi như là đi làm từ thiện cho người đến sau mua được cổ phiếu của mình với giá tốt. Còn em thì em đang thích làm cái câu chuyện đó là chung tay với cộng đồng trong cái chuyện này. Vâng, em thì em cố gắng mà anh Sơn, anh Tống Minh Sơn. Chắc chắn em sẽ cố gắng làm chuyện này. Chuyện này em làm đầu tiên, lần đầu tiên, em chưa học hỏi kinh nghiệm nên là chắc là chiều nay sẽ đi nhà sách, em mua 2 cuốn sách về làm cái cách làm của cái cộng đồng liên quan đến cái chuyện mà làm từ thiện. Em về em sẽ đọc và nghiên cứu xem món này, em đang bị dở dở cái món này. Nói chung là việc gì em làm cũng cũng đang là cũng 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 từ có lần đầu, nhưng mà đúng là có những việc em làm rất là dở luôn. Dở em cũng làm. Nói chung em là amateur, không phải là dân chuyên. Không phải dân chuyên nên là nó không được 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 tốt giống như những người chuyên nghiệp họ làm. Mà em không tin là 5.000 bạn bè của em và 2.000 lượt theo dõi mà làm không nổi cái chuyện này. Dù nghe em sẽ nhồi cho anh chị, là em lồng ghép em nhồi liên tục để xem những người nào vẫn thích nghe chứng khoán của em thì chỉ nghe đến cái chuyện làm từ thiện suốt ngày rồi, suốt ngày suốt đêm nghe chuyện làm từ thiện, và không like cho em cũng không được. Like em bắt em xin like. Bây giờ em lại xin một lượt like nữa cho đủ cái chuyện này, để cho anh chị like á. Thì là Facebook nó có một cái đặc điểm là nó gửi cái thông điệp đi được nhiều người biết hơn. Anh chị bình luận ở dưới á thì thông điệp nó cũng đi nhanh hơn, và chia sẻ cũng vậy. Nếu cái này của em mà bình thường view như là mỗi lần em bảo là có cái chuyện mà view có cổ phiếu là ngon á thì ôi ôi thôi, biết bao nhiêu là cái mail để lại. Nhưng mà nếu như anh chị nào mà tham gia cái này với em cam kết có điều kiện mà có cổ phiếu nào kiếm được ăn, em sẽ gửi trực tiếp mail cho em và những anh chị tham gia cái từ thiện của em. Cái gì em không làm được chứ cái vụ này tham gia em chắc chắn với mọi người luôn, là nếu có tìm được kiếm được một cổ phiếu mà đầu tư có lợi lợi nhuận, em sẽ mail và gửi tin nhắn cho mọi người miễn phí luôn, không phải cần tham gia nhóm luôn. Thì bây giờ ví dụ như anh chị em mà có đang xem hoặc có chút xíu có xem lại cái video này của em thì lưu ý cái chuyện này, chỉ cần là tham gia xây dựng với cái việc này thì em sẽ lại mail gửi tin nhắn hoặc là gửi tin nhắn số điện thoại. Em sẽ cùng với anh chị song hành trong năm 2017 này. Năm 2017 này em sẽ trực tiếp gửi những cơ hội đến cho các anh chị bằng việc là anh chị tiếp tục like, chia sẻ và tham gia hai cái nhất đơn giản, đó là cái like và cái chia sẻ, để tham gia cái gọi là cái kêu gọi ủng hộ quyên góp của em. Em hứa là đi Nha Trang về em có một cổ phiếu khá là ok, có một cổ phiếu gọi là ngọc ngọc trai của Nha Trang, ngọc trai của Nha Trang, nhưng mà sẽ chờ trong cái kết thúc của cái đợt này, là đúng là kết thúc của cái đợt review của ETF thì em sẽ gửi cho anh chị, em sẽ gửi cho anh chị. Anh chị có muốn 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 tham gia chung với em không ạ? Vâng, em cũng mong thế. Thì bình thường một video của em sẽ có đến tận em đăng thử trên YouTube rồi. Em hôm qua kia bị cái việc mà tự dưng em public cái gọi là cái khuyến nghị cho
cho nhóm của mình á, mà public lên á, mục đích của em không phải là public lên làm gì cả, mà em muốn là em test xem là em, tức là em kiểm tra xem là có bao nhiêu người thực sự xem và thời gian xem là trên YouTube á, nó có thống kê cái thời gian xem, lưu lượng xem và số lượng người xem, thì em mới biết được rằng là số lượng người mà theo dõi ủng hộ em với cái món mà chia sẻ là rất là nhiều. Chút xíu em sẽ đăng cái hình nó lên cho anh chị xem về cái gọi là cái gì đó, thống kê analytics của YouTube và cái video mà hai cái video gần đây là video 2020 với video 21. Thì số lượng người xem trên ngàn người và thời gian xem thì nói chung là video của em có 20 phút thì gần như là xem hết 20 phút. Đó. Xét là thị trường bắt đầu có dấu hiệu của chuyện suy giảm lại, không tăng được, khó phát vậy thôi. Ok, em vừa nhắn tin, nói chung là nhận được cái sự ủng hộ khá là tích cực của mọi người. Chiều nay em sẽ công bố cái số tiền chúng ta quyên góp được. Chiều nay chúng ta sẽ có cái số liệu cái đó. Một số anh chị em đã nhắn tin trực tiếp với em. Nói chung rất nhiều người không muốn công khai cái thông tin đó lên trên 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 cái trực tiếp này, nên là có nhắn tin trực tiếp với em. Rất cảm ơn các anh chị đã chung tay. Tiền tối thiểu của mình ủng hộ là 100.000 chuyển khoản qua số tài khoản BIDV chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. BIDV chi nhánh Hồ Chí Minh mà em có để ở trên mạng nó có vẻ hơi yếu. À, chắc mạng hơi yếu. Em đang cố gắng làm mạng không ủng hộ em nữa. Cái mạng này làm vì sao đây? Em dừng trực tiếp vào đây ạ. Tiếp vào đây ạ. Chào cả nhà, em sẽ tập